ra em nghe trai mi phồm hi ma tên cầu hào trong nhà tên phồm tên hi mi cá mà khen ơn đâu mà cùng mi cá mà có bụng mà bỏ tồn tê đâu hoàn trả em ơi hà ơi thay nhẹ nhưng còi mà ra là xó phèn xê xôn khèn mà về là xó phó nuôi là luôn chưa tư tông hủ căm lô lô đủ bánh em thịt phổ mưa nửa cu nhân mi nào đủ hạt khảo sông son mi phê của phên nó sai chờ em Sau đó, đại diện nhà trai xin phép gia đình nhà gái được bóng xe về nhà chồng. Người gia đình nhà gái cùng xin sự bữa cơm chung, vui vẻ cùng đón trẻ. Bố mẹ vừa chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng trong con lên, ngồi trong đẹp, trong tư, các con sống như là siêu ẩm. Và trong mọi bên phố bên ra đó có hoàn cảnh khó khăn. Trên mắt con đấy không sợ hoa tao, nai tao này tao lai cho cả các anh. Cái bên là cành đánh hỏi tao để tiền thu xu rồi đâu má ơi xuống khỏi lo cả tiền thu tiền ra để cái tổn hoa tắt sống một tẩu cái nhân vật kim xu xuống khỏi có tiền thu tiền ra tăng mà na ơi xuống hải tá em nay ơi nó rồi đâu quấy để máy xuống mà xuống ơi má ó nà hải tá qua mẹ tá nay sáng xuân hải em tá nay đâu quấy nhân vật kim xu xuống khỏi tiền thu tiền ra nó mà cứ ba má nó tăng cố tăng ra nơ cả nhân hắn bỏ tẩu nữa má chạy má sỏi tăng bốn tẩu bốn nay xuống khỏi cả để buồn tan na đi đều cứ ba má ư ตั้งกูตั้งตาเถียบว่ามีฝาโกนตั้งเป๋าจี้ไข่กับจักการไม่หิดนี่เข้ามาแหลมมาสอตั้งต้นตาบ้าไม้สู้ข่อยจีบาซื้อแล้วนอเทียนไปไม้ต้อยนี่ของหลายใช่ของเลี้ยงคือบามาผู้ซาเอ้ยจังไปต่อนั้นรอเต่าเมื่อว่าเมื่อสอนเอาไต่ลูกเมื่อลาเมื่อหลายเคยผู้ซาเนอว่ามีเสือฝืนนาผ้าฝืนขันก็ได้เต่าผู้ซาตั้งนั่นรอจะกว่างสั่งร่างต่อนับจับจมมาลูเต่าเมื่อว่าสอนเอาเทนเนอร์ที่น่าดูแก่มาเอาหน้าใครตาฉันส่วนกว่าแม่เรนเนอร์เว้ยSau đó, đại diện nhà trai xin phép gia đình nhà gái được đón dâu về nhà chồng. Mời gia đình nhà gái cùng xa dự bữa cơm chung vui hạnh phúc của đôi trẻ. Bố mẹ vợ chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng cho con gái như sạp nồi, chân đệm, khăn piêu, các con giống, hạt giống, bát đũa. Những đồ lễ này sẽ được giao cho gia đình nhà chồng mang về và làm lễ nhập gia cho cô dâu.Đến nhà trai, mẹ Lam và mẹ chồng dắt cô dâu chú rể làm lễ bái tổ tiên. Sau đó, mọi người cùng ngồi xuống mâm cơm
và trò chuyện.